Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống Thưa quý vị, liên quan tới xung đột giữa Nga và Ukraine, Donbass là một trong những khu vực giao tranh trọng điểm nơi diễn ra nhiều cuộc tấn công lớn giữa hai nước Đối với Nga, giải phóng Donbass là một trong những mục tiêu chính của quân đội nước này sau khi từ bỏ nỗ lực chiếm Kiev Kiên trì đáp trả cho đến lúc này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng phải thừa nhận Ukraine không thể phá vỡ lợi thế của Nga về pháo binh và nhân lực ở Donbass Tổng thống Ukraine thừa nhận không đấu nổi Nga ở Donbass. Ngày 2 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi cuộc giao tranh ở Donbass, miền đông Ukraine là địa ngục khi quân đội Nga vượt trội về quân số và vũ khí. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm vũ khí như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Báo lao động với bài viết Tổng thống Ukraine thừa nhận không đấu nổi Nga ở Donbass dẫn tin từ Reuters cho biết, trong bài phát biểu dài 5 phút trước người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và NATO đã gửi tên lửa rất hiệu quả, cam kết sẽ gây tổn thất đau đớn hơn cho Nga. Ông Zelensky nói, HIMARS gần như đồng nghĩa với công lý cho đất nước chúng tôi. Lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng đối phương phải hứng chịu tổn thất ngày càng đau đớn hơn mỗi tuần nhờ những hệ thống rất hiệu quả này. Cho đến nay, Mỹ đã gửi 16 hệ thống tên lửa HIMARS tới Ukraine. Nga cho biết đã phá hủy 4 trong số đó, mặc dù Kiev và Lầu Năm Góc phủ nhận điều này. Ông Zelensky bày tỏ mong muốn nhận thêm nhiều vũ khí hơn nữa từ phương Tây và cảm ơn các nhà ngoại giao Ukraine đã cố gắng thu xếp các lô hàng bổ sung. Tổng thống Ukraine nói thêm, Tuy nhiên, chúng tôi không thể phá vỡ lợi thế của quân đội Nga về pháo binh và nhân lực. Và điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc giao tranh, đặc biệt là ở Donbass, Pesky, Abdika, các hướng khác cũng vậy. Ở đó chỉ là địa ngục, thậm chí không thể được mô tả bằng lời. Ông Zelensky nhấn mạnh, mỗi ngày các nhà ngoại giao của chúng tôi và tất cả đại diện khác của đất nước đang làm mọi cách để có thể tiếp nhận các loại vũ khí giúp Ukraine ngăn chặn đối phương. Trước đó, Tổng thống Zelensky hôm 31 tháng 7 xác nhận quân đội Nga đang củng cố các vị trí do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine, đồng thời tăng cường hoạt động ở đó. Theo ông Zelensky, một số đơn vị của lực lượng Nga đang được chuyển từ các vị trí ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, đến các khu vực ở miền nam, đến tỉnh Kherson và Zaporizhia. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định điều này là vô ích và không giúp cho Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, xét trên quan điểm chiến lược, Nga không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này. Ông Zelensky tuyên bố, không có cuộc tấn công nào của Nga mà không bị lực lượng quân sự và các sĩ quan tình báo của chúng tôi đáp trả. Các lực lượng vũ trang của Ukraine sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động mới nào của đối phương. Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine Vadim Skibitsky cũng xác nhận, Nga cũng đang chuyển một số lượng lớn binh sĩ đến khu vực miền Nam Ukraina để triển khai các hoạt động tác chiến tại đây. Ông Skibitsky cho biết, nếu Nga giành chiến thắng, nước này sẽ tìm cách kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ của Ukraina. Theo giới phân tích, các hoạt động chuyển quân của Nga nhằm đáp trả việc Ukraina tuyên bố phản công để giải phóng các khu vực do Moscow kiểm soát ở các tỉnh miền Nam gồm Kherson và Zaporizhia. Từ tháng 3, Nga đã dồn quân tới miền đông Ukraina và đặt mục tiêu giải phóng Donbass. Trong thời gian qua, quân đội Ukraina dồn toàn lực phản công nhằm nhanh chóng giành lại vùng lãnh thổ ở miền Nam với sự hỗ trợ từ các vũ khí hạng nặng do nước ngoài viện trợ. Theo viện nghiên cứu chiến tranh tại Mỹ, các đợt phản công này đã đạt được những thành tựu bước đầu khi làm chậm lại quá trình xác nhập các tỉnh miền Nam Ukraina vào lãnh thổ Nga. Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraine. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh. Vào tháng 2 năm 2022, Nga công nhận các nước Cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập, đồng thời yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Moscow là hoàn toàn vô cớ. Khẳng định sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động mới nào của đối phương, Ukraine cũng phải thừa nhận thực tế rằng quân đội Nga đang áp đảo tại chiến trường Donbass có thể thấy sự trợ giúp từ mỹ và nato đang là chiếc phao cứu sinh duy nhất ukraine có thể mong đợi trong thời gian tới Tình hình thực tế tại Donbass liệu có đúng như những gì bài báo phát biểu của Tổng thống Ukraine? Có mặt trong quân đội của Ukraine ở mặt trận Donbass, nhà báo Butusov đã phản ánh chính xác tình trạng của các chiến sĩ nước này đang phải đối mặt. Theo lời của nhà báo, tình cảnh của lính Ukraine ở đây không khác gì một cụ cỗ máy hủy diệt khi phải hứng chịu hàng nghìn quả đạn pháo trong hoàn cảnh cạn kiệt nguồn lực cùng sức chống cự yếu ớt. Nhà báo Ukraine mô tả mặt trận Donbass tàn khốc hai thị trấn gần Donetsk đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt trong tuần qua. Hôm ngày 2 tháng 8, nhà báo người Ukraine Yuri Butusov được đi cùng quân đội Ukraine ở Donbass đã đăng tải một bài báo đầy xúc cảm từ Pesky, được gọi là cối xay thịt. Nhà báo Butusov viết, không hề có hỏa lực phản pháo. Nga bắn vào khu vực này tới 6.500 quả đạn pháo trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Tình trạng này đã kéo dài 6 ngày Khó đo lường số lượng lính bộ binh của ta còn sống sót dưới các loạt pháo như thế. Butusov cho rằng nếu không có phản pháo thì ở đây chẳng khác nào trong cái cối say và bộ binh dù đông mấy vẫn sẽ thiệt mạng hết vào một ngày nào đó. Theo Butusov, một trung đội Ukraine dự bị cố gắng tiến lên đã bị xé tan chỉ trong vài phút. Duy nhất một người trong số 15 thành viên của đơn vị này là vô sự. Nhà báo Ukraine viết tiếp, Tất cả các lực lượng dự bị được sử dụng hết, thiết bị quân sự bốc cháy và đối phương tiến tới chiếm lĩnh các vị trí của chúng ta mà không vấp phải trở ngại gì. Chúng ta đang mất Pesky, tất cả các nguồn vật lực và nhân lực của chúng ta đã gần như cạn kiệt. Có thể thấy Ukraine đã ở thế yếu trong một thời gian dài, khi mới đây chính phủ Ukraine bắt buộc người dân trong vùng chiến sự ở Donbass, bao gồm Donetsk và Luhansk, phải sơ tán ngay lập tức từ ngày 30 tháng 7, trong bối cảnh các đợt giao tranh với Nga đang diễn ra ác liệt. Ukraine buộc người dân ở Donbass sơ tán, không đi phải ký giấy bài viết Ukraine buộc người dân ở Donbass sơ tán, không đi, phải ký giấy trên báo Tuổi Trẻ, dẫn thông tin từ hãng tin Reuters cho biết, chính phủ Ukraine đã gọi lệnh sơ tán hôm 30 tháng 7 là bắt buộc đối với người dân thuộc một số khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích quyết định này được đưa ra vì lo ngại các đợt giao tranh ác liệt với quân đội Nga trong tuần này ở khu vực phía đông Donetsk có thể ảnh hưởng đến người dân còn sinh sống tại đây. Ông Zelensky nói qua sóng truyền hình, có hàng trăm ngàn người vẫn còn đang trong vùng chiến sự ở Donetsk, trong đó có hàng chục ngàn trẻ em. Nhiều người trong số đó đã từ chối rời đi. Tuy nhiên, quyết định sơ tán này bằng mọi cách phải được thực hiện số lượng thương vong sẽ giảm đi rất nhiều nếu mọi người rời khỏi vùng Donetsk từ hôm nay 30 tháng 7. Theo Reuters, chính phủ Ukraine hứa sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất và tiền bồi thường cho người dân nếu họ chấp nhận rời đi. Hôm 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vrechuk, kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời cũng cho biết Quyết định sơ tán khẩn cấp người dân ở vùng Donbass cần phải diễn ra trước mùa đông vì nguồn cung khí đốt để sửa ấm đã bị cắt đứt hoàn toàn trong khu vực. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraina ngày 30 tháng 7, bà Verachuk cảnh báo "Người cung cấp khí đốt ở vùng Donetsk đã tạm dừng. Các đường ống dẫn khí đốt ở đây bị phá hủy do giao tranh vẫn còn diễn ra khốc liệt. Trong ngắn hạn, người dân vùng Donetsk sẽ không có nguồn điện để sửa ấm trong suốt mùa đông. Đồng thời bà nhấn mạnh rằng, việc sơ tán các hộ gia đình là nghĩa vụ của mọi công dân Ukraine ở độ tuổi trưởng thành. Theo đài Russia Today của Nga, quyết định sơ tán bắt buộc vào hôm 30 tháng 7 dựa theo luật pháp Ukraine và những người từ chối rời đi sẽ phải ký một văn bản xác nhận rằng họ nhận thức chính xác hậu quả về quyết định của bản thân và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu có. Cuối tháng trước, chính phủ Ukraine thông báo vùng Donetsk hiện đang đứng trước bờ vực của một thảm họa nhân đạo. Tuyên bố của chính phủ Ukraine nêu, người dân sẽ không thể tồn tại trong điều kiện thiếu ánh sáng, thuốc men và thực phẩm cùng hệ thống sưởi ấm vào mùa đông. Lệnh sơ tán người dân tại Donbass là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn khốc của chiến tranh. Quyết định này cũng cho thấy rằng quân đội tại đây đã đạt đến giới hạn mà đây là lựa chọn duy nhất để hạn chế tối đa thương vong cho người dân. ở thế đối lập, một cường quốc như nga, ukraine đã gặp không ít khó khăn ngay từ những ngày đầu chiến sự. liệu quân đội nước này tại khu vực donbass sẽ còn cầm cự được bao nhiêu lâu và mục tiêu giải phóng donbass của nga có sắp thành hiện thực hay không? những thông tin liên quan tới xung đột giữa nga và ukraine cùng các quốc gia liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. <laughs>